Đây là một trong những công cụ làm đẹp rẻ nhất và hiệu quả nhất nếu các bạn làm đúng cách và các bạn duy trì em nó trong vòng 2 tuần liền thì các bạn sẽ thấy là nếp nhăn trên gương mặt của các bạn nó sẽ được tan ra rõ ràng luôn. Lisa thường sẽ để em này trong tủ lạnh trước, sau đó là mới đem ra ngoài để dùng. Thì mỗi một lần massage các bạn sẽ massage từ trong ra ngoài nè, và một chỗ thì các bạn sẽ massage 5 lần, sau đó các bạn mới di chuyển sang cái vùng khác. Em này nó sẽ thực hiện trên cái nguyên tắc là nó sẽ tăng cái tuần hoàn máu của tế bào của các bạn. Và tuần hoàn máu nó là một trong những cái lý do ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình lão hóa của da các bạn. Ngày xưa thì Lusa chăm làm cái này lắm, hai cái nếp nhăn của mình hai bên đây là nó mờ đi hẳn luôn. Các bạn lưu ý giúp Lusa là trà như thế này thì nó sẽ không có hiệu quả đâu nha mọi người. Mọi người phải làm theo đúng cái thao tác của nó. Lên trên mạng search cách sử dụng đi mọi người, duy trì trong vòng 2 tuần thôi.